và loạt sau việc đồng loạt phản ứng khi Cát Phượng kể chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống hôn nhân, Cát Phượng đã tìm được hạnh phúc thực sự bên tình trẻ Kiều Minh Tuấn. Đây chính là điều mà ai cũng vui mừng. Từ khi công khai mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và nam diễn viên luôn nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người xung quanh cho hạnh phúc của họ. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng vừa đăng tải dòng trạng thái kể về cách chăm sóc của Kiều Minh Tuấn dành cho cô mỗi ngày. Nữ diễn viên tâm sự, sáng đạp xe mỏi cái chân, hi ấy tiếp sức cõng ngay và liền. Cảm xúc xíu là hi ấy đút cho ăn và cho uống thuốc. Đi những sự kiện, hi ấy luôn muốn cho cả thế giới biết, tôi luôn trân trọng và yêu thương cô từng phút. Đó là những khoảnh khắc của 10 năm trước. 10 năm sau, anh ơi, em đạp xe mỏi chân. Mỏi thì ngồi xuống nghỉ cho hết mỏi rồi về. Anh ơi, em sốt rồi. Sốt thì mở tủ ra mà lấy thuốc uống. Nhưng trước khi uống, nhớ xuống bếp coi còn cái gì ăn không, thì ăn một miếng lót dạ rồi uống thuốc. Đi ra đường thì sao ta? Mạnh ai nấy đi. Ờ vậy đi, nếu chuyện đó có xảy ra, ta hãy cười trước đã. Hiện tại, Cát Phượng được nam diễn viên chăm sóc rất chu đáo, từng ly từng tí. Và cô thường chuẩn bị tâm lý cho việc 10 năm sau, mọi thứ không còn quá đỗi ngọt ngào như lúc này. Tuy nhiên, chính Kiều Minh Tuấn cũng từng khẳng định, anh luôn có suy nghĩ 10 năm nữa sẽ đút cho vợ lớn tuổi ăn, rửa chân cho vợ. Điều này đã khiến nhiều người xúc động khi nghe anh tâm sự. Chứng kiến được hạnh phúc của cặp đôi, nhiều nghệ sĩ Việt đã rất hào hứng. Và đây thật sự là một niềm vui lớn đối với các đồng nghiệp của Cát Phượng khi họ được thấy cô tìm được bình yên bên người tình trẻ. Hoài Linh, Quyền Linh, Cát Tường cũng đã nhanh chóng bày tỏ cảm xúc bên dưới lời chia sẻ của nữ diễn viên. Không chỉ có các anh em trong nghề mà ngay cả mẹ của Hồ Ngọc Hà, cô Ngọc Hương cũng dành lời khen ngợi cho cặp đôi này. Tiến Luật lại trêu ghẹo người chị thân thiết yêu đương ngọt ngào như gái 18. Cát Phượng và người yêu đã đăng ký kết hôn, sống cùng một nhà nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Bởi lẽ họ nghĩ rằng hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức và không quyết định được việc cả hai có gắn bó lâu dài hay không. Không chỉ yêu và che chở cho Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn còn rất thương con riêng của bạn gái. Anh là người mà nhiều năm nay đã dạy dỗ và chăm sóc cô bơm tận tình. Thái Hà tuyên bố sẽ dự đám cưới của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn với điều kiện này. Trên màn ảnh rộng, Thái Hà được mọi người gọi là ông hoàng phòng vé. Nhưng khi lùi về phía sau ống kính, anh lại là một con người hoàn toàn khác với nhiều tâm sự mà ít ai biết được. Yêu nhau 4 năm nhưng chia tay sau 7 ngày thành hôn, Thái Hòa, Cát Phượng từng khiến giới nghệ sĩ thời đó sốc. Nhiều người đồn đoán với những lý do khác nhau. Giờ đây nhìn lại, Thái Hòa cho biết bản thân anh thấy có lỗi với cậu con trai của mình khi không dành cho Bơm nhiều tình cảm hơn. Đồng thời, anh thầm cảm ơn Cát Phượng vì đã dạy dỗ và nuôi nấng con trai ngày càng trưởng thành. Lâu lắm rồi mới thấy anh Thái Hòa xuất hiện, không biết là thời gian qua anh đã làm những gì mà mất tích khá lâu. Trong thời gian qua, tôi cũng có làm một số dự án phim cùng anh Jack Lee Nguyễn, nhưng rồi thấy không ổn, đến giai đoạn chuẩn bị sản xuất thì lại ngưng, không làm nữa. Rồi cũng có một số dự án gọi tôi nhưng cảm thấy không hứng thú với kịch bản, không hứng thú với vai diễn, không yên tâm về nhà sản xuất nên thẳng thừng từ chối luôn. Suốt thời gian qua, tôi làm nhiều thứ lắm chứ, đi chơi nè, chiêm nghiệm thêm về nghề và cuộc đời mình nữa. Giờ đây, chuyện hôn nhân đổ vỡ của anh và vợ cũ Cát Phượng được truyền thông nhắc lại khá nhiều, bản thân anh cảm thấy như thế nào? Thực ra thì tôi có nghe nói tới nhưng mà tôi không xem các chương trình truyền hình có lời chia sẻ của Cát Phượng vì không quan tâm lắm nên tôi không xem. Với lại chẳng phải vào thời điểm này câu chuyện quá khứ mới bị đào bới, trước đó đã có rất nhiều bài báo khai thác rồi, chẳng qua là đến các game show gần đây mọi người mới khơi lại thôi. Sau những thông tin đó mọi người tò mò rằng tôi và người vợ mới sống như thế nào, tôi thấy chẳng có gì để chia sẻ. Vì cuộc sống gia đình tôi nó cũng bình thường như các gia đình khác thôi mà. Rảnh rỗi thì chở vợ con đi ăn. Nhưng ở thời điểm này tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi và vợ rất hài lòng với cuộc sống. Về việc chu cấp cho bé Bơm thì như thế nào? Anh có thường xuyên gặp con trai của mình hay không? Bơm là một cậu bé chịu nhiều thiệt thòi so với em của nó. Không phải tôi mà tất cả mọi người đều thấy điều này. Từ khi mới 2 tuổi, Bơm đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Tôi đã nói thẳng với con trai rằng, ba biết con thiệt thòi hơn em rất nhiều, con không có đủ ba, đủ mẹ. Bơm biết rõ điều này. Hiện tại không phải tất cả mọi thứ của Bơm tôi đều biết, vì tôi đâu có ở cùng con trai. Về chuyện trợ cấp cho Bơm, tôi với Phượng khá thoải mái. Tháng nào có tiền nhiều thì trợ cấp, tháng nào không có thì nói không có. Phượng chẳng đòi hỏi hay là trách móc gì. Kiều Minh Tuấn từng nói trong tương lai nếu có cơ hội thì vẫn muốn hợp tác với Thái Hòa trên màn ảnh rộng. Còn với anh thì sao? Chuyện này tôi thấy rất bình thường. Chẳng có gì phải né tránh hết vì Kiều Minh Tuấn cũng như Huy Khánh hay nhiều anh em trong nghề đều là đồng nghiệp của tôi. Mọi người cứ nhạy cảm vì mối quan hệ của tôi với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng.
nhưng cá nhân tôi thì thấy chẳng có gì. Mọi người càng đặt câu hỏi, càng nghi ngờ thì càng làm câu chuyện thêm rắc rối. Chứ bản thân những người trong cuộc chẳng có gì lo lắng, buồn phiền cả. Mọi chuyện đã qua rồi, có gì đâu mà cứ nhắc mãi. Nếu các Phượng Kiều Minh Tuấn làm đám cưới và mời anh thì anh sẽ đến tham dự chứ. Chuyện này tế nhị quá, nhưng bây giờ còn gì đâu để mà né nhau. Nhưng nếu bé Bom muốn tôi dự đám cưới của các Phượng và Kiều Minh Tuấn thì tôi sẽ tham dự. Nhưng khi nhắc đến anh, khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh một ông hoàng phòng vé. Vậy tại sao anh lại lựa chọn cuộc sống khá bình lặng như vậy? Tôi biết điều đó chứ, nhưng biết làm sao được, đó là tính cách của tôi mà. Tôi không xem mình như ngôi sao phòng vé, tôi chỉ cảm thấy mình là một diễn viên yêu nghề. Có bạn hỏi tôi có bị danh xưng ông hoàng phòng vé làm cho bản thân bị áp lực hay không? Thú thực tôi áp lực với chính mình nhiều hơn. Như cái lần tôi đóng phim Fan Cuồng, nó không thành công như mong đợi, không đến được với nhiều khán giả. Đấy là bài học lớn của cuộc đời tôi. Vừa muối Hương Giang Idol đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Những câu trả lời bá đạo của Hương Giang qua tính năng question trên trang Instagram làm người hâm mộ cười nghiêng ngả không thôi. Bên cạnh chủ đại với những màn trả lời thông minh nhưng không kém phần hớm hỉnh trên story kèm những câu hashtag độc nhất vô nhị, cứ ăn đại đi, cứ đi đại đi, thì các nghệ sĩ Việt cũng bắt đầu tham gia vào tính năng question trên Instagram để cập nhật xu hướng cũng như trò chuyện gần gũi hơn với người hâm mộ của mình. Mới đây, Hoa hậu Hương Giang đã khiến không ít cư dân mạng cảm thấy thú vị khi tiếp tục là một ví dụ điển hình cho các nghệ sĩ dư muối, nói câu nào là mặn câu đó. Với sự thông minh, khéo léo sẵn có cùng tính hài hước, xéo sắc đậm chất Hương Giang, phần trả lời của cô trên ứng dụng Instagram đã làm người hâm mộ cười không nhặt được mồm. Khi được fan hỏi về ý định tham gia vào gia đình Hoa Dâm Bụt cùng Hòa Minzy, Hương Giang đã trả lời, ba đứa nó khùng như thế trong một cái gia đình đấy chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn rủ chị vào nữa, ác thật sự. Câu trả lời vô cùng đáng yêu này của Hương Giang làm người hâm mộ vô cùng thích thú. Ngoài ra, cô nàng còn gửi lời khen đến Gil Lê khi nhận xét Gil trắng và thơm. Khi được người hâm mộ hỏi gia đình phù thủy dạo này sao rồi chị, Hương Giang trả lời, một cuộc tình vừa qua cầm theo lời hứa phôi pha, nghe nhạc hiệu đoán chương trình em nhé, hu hu. Vậy là đã biết mỗi người một nơi rồi nhé. Khi có fan hỏi, chị ơi, chị có bí quyết giúp học anh văn giao tiếp mau tiếp thu không chị, em cần học gấp. Hương Giang ngay lập tức trả lời, kiếm ngay một anh mắt xanh mũi lõ tán tỉnh xong nói chuyện thâu đêm suốt sáng, đoạn có tí cảm xúc vào tiếng Anh ở đâu tuôn ra nhanh cực, chị thề. Quả là một bí quyết học tiếng Anh có 102 từ nàng hoa hậu. Cú sốc khi làm vợ Trấn Thành và màn lột xác khó tin của Hadi Won. Lần đầu tiên được gọi là vợ Trấn Thành, Hadi Won đã nổi da gà, thậm chí cảm giác là lạ khi có người lạ ngủ chung giường. Ê nhưng sau gần 2 năm gắn bó, bà xã Trấn Thành đã thay đổi đến mức khó tin. Vào showbiz khá lâu, gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp, nhưng tên tuổi Hadi Won lại được nhắc đến nhiều hơn khi cô yêu và kết hôn với Trấn Thành. Nhớ lại thời điểm Hadi chia tay mối tình 9 năm rồi trở thành vợ Trấn Thành, cô liên tục bị thị phi bủa phay tới mức nghẹt thở. Nhưng theo thời gian, giọng ca Hương Đêm Bay Xa khiến người hâm mộ ngạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân. Gần 2 năm má kề tay ấp với Trấn Thành là bấy nhiêu cung bậc cảm xúc làm thay đổi con người Hadi. Còn nhớ trong những lần chia sẻ trước đây, bà xã Trấn Thành từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi thú nhận rằng cuộc sống của cô không có nhiều khác biệt trước và sau khi lấy chồng. Điều khác biệt đối với giọng ca Anh Cứ Đi Đi thời điểm ấy, chỉ có thêm người lạ ngủ chung giường, chứ cô vẫn chưa cảm nhận được mình đã là người phụ nữ đã có chồng. Lần đầu tiên được gọi là vợ Trấn Thành, tôi nhiều cảm xúc ghê lắm, nổi da gà, cảm thấy sao sao đó. Tôi cứ nghĩ trong đầu là mình còn nhỏ, vậy mà chỉ vài ngày tự nhiên trở thành một người vợ, rồi cảm thấy rất kỳ lạ và kỳ. Nói chung là kỳ lắm, cảm giác lạ lạ vui vui. Hadi Won chia sẻ về cuộc sống sau khi trở thành bà xã của nam danh hài đình đám. Chính Hadi cũng tiết lộ sau khi chung sống, cô được ông xã yêu chiều, quan tâm, lo lắng hết mực. Anh Thành thật sự rất tinh tế, anh chỉ cần liếc qua thôi là biết Hadi cần gì. Tay hơi dơ chút xíu là anh lấy khăn lau. Món ăn tới thì không cho Hadi đụng vào, mà làm hết rồi đút cho Hadi ăn. Anh nói đó là niềm vui của anh. Anh không thích được ai phục vụ, mà thích phục vụ cho người khác. Trước giờ Hadi không có thói quen nghĩ xem mình phải mặc gì cho chỉnh chu. Còn giờ thì mỗi sáng là lại, chồng ơi, hôm nay em mặc cái gì đây? Vì anh rất biết cách phối đồ, nữ ca sĩ cho biết. Vậy nên việc Hadi đột ngột biết nâng khăn sửa túi và bình rịnh chia tay chồng trước ngày đi xa không chỉ khiến Trấn Thành xúc động, mà ngay cả người hâm mộ cũng bất ngờ về sự thay đổi của cô nàng. Theo như chia sẻ của Trấn Thành, lần đầu tiên anh chứng kiến Hadi xong xáo sắp xếp đồ đạc, thuốc men cho chồng khi hay tin anh sắp đi diễn xa. Ngỡ ngàng hơn khi gần 2 năm về chung một nhà, Hadi mới có cảm giác được làm vợ. Thật ra cô ấy cũng rất khéo léo và ngăn nắp, nhưng ngặt nỗi do tôi nuông chiều vừa quá nên những chuyện này Hadi nhất quyết không chịu làm. Rồi không hiểu vì sao mà thấy cô ấy bánh bèo hẳn ra khi tỏ ra bình rịnh trước lúc chồng ra sân bay.
Harry còn nói với tôi là anh ơi, dạo này em có cảm giác được làm vợ rồi. Lạ quá, ông xã Harry Won chia sẻ. Bên cạnh những thay đổi tích cực trong cuộc sống vợ chồng, Harry Won cũng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với màn lột xác về phong cách và những bước tiến ấn tượng trong sự nghiệp. Không thể phủ nhận từ khi yêu và kết hôn với Trấn Thành, giọng ca anh cứ đi đi lên đời với nhan sắc và phong cách thời trang. Từ vóc dáng mượn mỉm, Harry đã sở hữu vóc dáng mảnh mai, thon gọn, liên tục lọt vào top sau việc mặc đẹp với những bộ cánh thanh lịch, lộng lẫy. Ngoài ra, bà xã Trấn Thành cũng đầu tư nghiêm túc cho từng đứa con tinh thần khi cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc và phim ngắn chất lượng. Bước qua những ồn ào, chông chênh, nữ ca sĩ cũng thận trọng hơn rất nhiều ở lời ăn tiếng nói, sống khép kín và ít chia sẻ đời tư hơn trước. Thậm chí có thời điểm Trấn Thành gặp phải những lùm xùm không hay về đời tư, nhưng chưa bao giờ Harry Won có bất kỳ một hành động hoặc thái độ nào để nghĩ rằng cô thiếu niềm tin với chồng. Hiện tại dù công việc bận rộn như thế nào, thì người đẹp sinh năm 1985 vẫn dành thời gian ưu tiên cho tổ ấm nhỏ của mình cùng ông xã Trấn Thành. Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của Harry Won.